Đây thì video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách kiểm tra sơ bộ một chiếc quạt khi người ta đem đến hoặc là ở gia đình các bạn có nhé bạn nhé. Trước tiên chúng ta sẽ kiểm tra cái dây nguồn này, bạn về thang nhân 10 đo thông mạch các bạn nhé. Đây thì mình sẽ đo ở cái nguồn này đó, mà kim lên một dây này và tiếp theo dây thứ hai đấy các bạn nhé, đó là còn tốt, là cái dây nguồn của chúng ta này là còn ok các bạn nhé. Và tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ đo cái dây xanh vàng trắng hồng xám, thì tổng cộng là nó có 5 dây, thì các bạn cứ đo đặt một que ở vị trí bất kỳ dây nào chẳng hạn cũng được, và các bạn sẽ đo lần lượt từng dây một. Đây là dây hồng này còn lên này, dây vàng còn lên này, dây trắng mất này, dây trắng này cũng đã mất rồi các bạn nhé. Và tiếp theo là dây xám, và dây xám này cũng đã mất, thì chứng tỏ là cái cuộn điện bên trong nó đã bị cháy rồi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành tháo nó ra và thay. Thì cái loại này đây mình cũng vừa thay đây, thì đây là một cái cuộn của cũng cái quạt Isigate như này. Thì cái cuộn này nó là cuộn dây nhôm, khi anh em để qua mùa đông ấy là nó sẽ tức khắc và nó sẽ đứt đó, và đến mùa hè chúng ta lôi ra là bật lên là nó sẽ không vào điện nữa rồi, là nó đã hỏng cái này các bạn nhé. Các bạn ra tiệm thì các bạn mua lấy cái này, đó tùy theo chỗ bán từng giá thành khác nhau các bạn nhé. Đó thì chỗ này cái này là mình thay là 120.000, còn anh em nhập thì nó sẽ rẻ, rất là rẻ các bạn nhé. Nhập thì hiện tại là nó mình nhập ấy, là rơi vào khoảng 70.000 các bạn nhé, cả tiền cướp xe về là 70.000. Đó giờ mình sẽ tiến hành tháo ra và thay. Thì chúng ta sẽ vặn cái nắp đây đó, rút cái núm tu lăng mà cứng quá thì chúng ta gạt ra như này là xong, và cắt cái dây này ra đó. Đó, chúng ta cắt hết ra như này, vứt đi các bạn nhé. Và mình sẽ tiến hành gỡ ở đây ra, thì mình sẽ không cần phải tháo cái lồng này mà vẫn thay được cái này các bạn nhé. Đó, chúng ta xoáy 4 con ốc này ra các bạn ạ, là được các bạn nhé. Thì vào mùa nóng rồi, thì các bạn nào mà có quạt hỏng thì các bạn lôi ra bảo dưỡng, tra dầu tra mỡ và lạc chạy các bạn nhé. Rồi không, bây giờ chúng ta đã rút được cái này ra, và bây giờ chúng ta sẽ cần cậy cái cuộn này lên. Thì con này là cái này là nhìn như kiểu là 44 các bạn, để mình xem mình còn xa 44 không các bạn nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành tắt cái sa quạt này để đưa vào các bạn nhé. Này, mình sẽ đưa nó vào các bạn nhé. Đây thì nó có một cái tờ hướng dẫn sử dụng này các bạn này. Đó, các bạn chú ý cái đoạn trên này nhé. Nếu các bạn đi mua về, chú ý dây da ở phía trước các bạn nhé. Ở đây nó có ký hiệu xanh vàng trắng hồng xám rồi các bạn nhé. Đây là sa 46 các bạn nhé. Đó, các bạn đi mua thì các bạn nhớ hỏi là cái phê này, cái cực cục này là sa bao nhiêu các bạn nhé. Nó có hai loại, sa 44 và 46. Đây, mình sẽ luồn dây về phía trước các bạn nhé. Đó, các bạn làm đúng y như mình và mình hướng dẫn là các bạn hiểu. Các bạn nào không hiểu thì có thể bình luận bên dưới. Lúc nào mình vô kênh thì mình sẽ thấy các bạn bình luận các bạn nhé. Các bạn thả từ từ xuống cho mình. Đó. Rồi, sau khi chúng ta đã lắp xong thì chúng ta lắp cái căn của nó các bạn nhé. Đây, cái căn đây. Thì cái này nè, mình sẽ đệm cho nó thêm một cái lăng đèn. Trước khi chúng ta vặn ốc thì chúng ta hãy phải chỉnh lại cái cốt của nó các bạn nhé. Đây thì mình xoáy cái con ốc này ra đó. Đây anh em sẽ ấn vào thử. Cái này thì hơi cao thì mình sẽ bỏ bớt cái này đi đó, để như này thôi là được đó, như vậy là được các bạn nhé.
nó sẽ xê dịch đi khoảng độ 1 ly là được. Các bạn làm quen thì các bạn ấy. Đó, quạt quay nhẹ như vậy là được các bạn nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ lắp cái tu lăng này vào và tiến hành hàn lại cái dây ở đây là được các bạn nhé. Mình sửa thì rất là nhanh thôi. Đó. Mình sẽ rút cái đoạn dây rút này vào đây để cố định lại cái này. Các bạn xem video nhớ cho mình một like, một share và nút đăng ký kênh các bạn nhé. Thì nhiều bạn đấy thì mà xem quá đến lúc là quên like cho mình, nút like các bạn. Thì anh em cứ 1.000 người thì anh em like cho mình khoảng độ vài trăm người là được thôi. Quạt này bắt đầu vào mùa sửa quạt các bạn. Miền Bắc mình bắt đầu là đang có tình trạng gọi là nóng dần lên. Như hôm nay thời tiết khá là nắng này. Đây. Đây nó có xanh vàng trắng nhé, thì cũng chúng ta cũng tương làm tương tự như vậy, chúng ta cũng sẽ nhả ra và hàn lại. Đúng như vậy các bạn nhé, là quạt nó chạy thôi. Dây xanh là dây số 1 các bạn nhé, vàng là dây số 2, trắng là dây số 3, trắng là sẽ là dây mạnh các bạn nhé. Thì cái này nó dễ nhớ, rất là dễ các bạn. Các bạn cố gắng đấu đúng nhé, đấu sai là nó lại hỏng mất cái cuộn các bạn ạ. Đó thì số này thì chúng ta ba dây số này chúng ta tích hàn cực nào cũng được thôi các bạn. Đó, hàn theo thứ tự cũng được. Nói chung anh em thích hàn dây nào cũng được, tùy. Miễn là hàn đúng cái dây số vào, quan trọng vào hai cái dây nhất là dây xám và dây hồng các bạn nhé. Hai dây này là chúng ta phải đấu vào cái tụ này cho nó chuẩn này. Nếu mà anh em mà đấu không đúng ấy, là quạt nó sẽ chạy, nó quay ngược các bạn. Ví dụ mà dây xám này chúng ta đấu nguồn điện cấp vào cùng dây hồng thì nó sẽ dẫn đến tình trạng quay ngược các bạn nhé. Quay ngược thì dẫn đến tình trạng cháy, chạy lâu là cháy. Vì cái dây làm việc của mình là dây xám luôn, mà cấp vào dây hồng, dây khởi động thì nó lại không được các bạn. Đó, như vậy là hàn xong rồi. Video sau mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà chúng ta thay cốt bạc. Đó. Đây, chúng ta sẽ tiến hành lắp lại và tiến hành cho quạt chạy thử xem các bạn nhé. Đây, chúng ta lắp lại là coi như là chúng ta đã sửa xong một chiếc quạt rồi các bạn nhé. Quạt này thì sửa rất là nhanh. Con ốc kia của mình không biết vứt đâu rồi đó. Vừa nãy mình tháo khách đi về, mình tháo vứt, chả biết vứt đi đâu. Rồi. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắm điện cho mọi người xem nhé. Xem quạt của chúng ta đã quay chưa. Đó, số 1 này. Tu lăng chuyển hướng này. Đó. Như vậy là ok. Cái ổ điện của mình nó hơi lỏng các bạn. Số 2, số 3,
Đó. Giờ mình sẽ tiến hành lắp nốt cái ốp này vào. Rồi, xong. Tốt các bạn nhé. Đây. Đó, như vậy là mình đã hướng dẫn mọi người sửa xong một chiếc quạt bị cháy cuộn, om cuộn các bạn nhé. Quạt chuyển hướng rất là ok, rất là mát. Đây, thì cái cuộn này đa số là cuộn dây nhôm các bạn nhé, quạt rẻ tiền. Đây mình sẽ cạo cho mọi người xem này. Đó, trắng tinh các bạn. Đây. Rồi, thì mình xin chúc tất cả mọi người có thể sửa một chiếc quạt thành công để có một chiếc quạt mát mẻ. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Mọi người xem video vui vẻ nhé.